Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với VN. Các bạn thân mến, hiện nay thì có rất nhiều chị em phụ nữ đặt cái câu hỏi rằng có nên cạo lông hoặc là triệt lông cái vùng tam giác vàng của mình hay là không. Điều băn khoăn nhất không phải đó là cái vấn đề về an toàn mà là cái yếu tố chính, đó là cái vấn đề thẩm mỹ. Đặc biệt là các chị em thắc mắc là liệu chồng hay là người bạn tình của mình có thích phụ nữ cạo lông cái vùng này hay là không. Để mà giải đáp cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái video của VN ngày hôm nay. Vậy thì đàn ông có thích phụ nữ nhiều lông vùng này hay là không? Thì năm 2017, trên cái tờ tạp chí của Mỹ xuất hiện một cái bài viết chia sẻ về cái vấn đề này. Hơn 4.000 đàn ông đã tham gia cái cuộc khảo sát trên những cái mạng xã hội lớn như là Facebook, Twitter, và cho cái kết quả đó là 40% nam giới thích thú khi mà phụ nữ tỉa lông hoặc là cạo sạch lông cái vùng này. Số còn lại thì thích chị em để lông vùng này phát triển một cách tự nhiên. Thế còn đối với cánh mày râu châu Á thì sao? Tò mò không? Một cái nghiên cứu khác ở Đại học Tokyo, Nhật Bản khảo sát vào năm 2017 thì cho biết có khoảng 60-70% đàn ông từ cái độ tuổi 18-50 tuổi trả lời rằng họ thích phụ nữ có nhiều lông. Một số nam giới tiết lộ là họ đặc biệt cảm thấy hưng phấn và thích thú khi mà nhìn đối phương khỏa thân và có lông lúc mà quan hệ. Điều đó khiến họ cảm thấy là cô gái ấy rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Họ cũng thích lông vùng này được tỉa tóc một cách gọn gàng. Khi mà chạm vào cái điểm này á, họ thấy được cái cảm giác đó là thỏa mãn về cái sự chinh phục. Một cái thông tin thú vị khác trong quá khứ rất là đáng được quan tâm cho các bạn ở châu Âu á, đến vào tận thế kỷ 19 ở các nước Anh, Tây Ban Nha nè, những cái quý tộc châu Âu á thường có cái tục lệ đó là xin lông của bạn tình và là người yêu đó để mà bỏ vô hộp cất giữ đó. Thậm chí đó là chúng không cần được vệ sinh sạch sẽ đâu, để vậy luôn. Thì chính vì cái tục lệ này á mà không có một cái chàng trai nào muốn cái cô gái của mình cạo lông cái vùng này cả. Tuy nhiên thì hiện nay khi mà xã hội phát triển, cái quan niệm và cái xu hướng sở thích về lông vùng này của phụ nữ có những thay đổi nhất định. Sự ra đời của bikini nè, hay đồ lót, đồ ngủ, gợi cảm đó, đã cho thấy là cái việc tỉa lông ngắn gọn trở thành một cái xu thế, không chỉ là vì cái yếu tố thẩm mỹ mà còn giúp đảm bảo cái yếu tố vệ sinh. Những cái bộ lông này á, mà nó xòe xòa đôi khi là thò ra ngoài đồ lót luôn sẽ bị đánh giá đó là người này rất là xòe xòa, đúng không? Không sạch sẽ. Lông vùng này á, vốn dĩ nó không mọc theo ý muốn của mình được, nên mà rất khó để mà làm cái bạn tình hài lòng nếu mà không có sự can thiệp tỉa tóc từ cái người con gái. Tuy nhiên thì hiện nay khi mà xã hội hiện đại phát triển, cái quan niệm và cái xu hướng sở thích về cái lông vùng này của phụ nữ đã có những cái thay đổi nhất định. Trên thực tế thì trong một số hội nhóm phụ nữ, các chị em phụ nữ thường chia sẻ với nhau những cái câu chuyện đôi khi là dở khóc dở cười về cái vấn đề đó là triệt lông vùng này nha các bạn. Thì mình ví dụ cho các bạn một trường hợp như thế này, rất là mắc cười luôn. Thì một cái chị chia sẻ như thế này. Thật thì chị có những cái thời điểm rất nhiều suy nghĩ về cái vấn đề này, sau sinh thì cái lông của chỗ này nó phát triển rất là rậm rạp hơn, nhìn khá là vướng víu và đôi khi là cảm thấy rất là tự ti. Có lúc thì cái anh chồng của chị này nói rằng nó giống như rừng rậm Amazon trong cái tam giác vàng. Các bạn thấy buồn cười không, mà nó sự thật là vậy mà. Thì nghe vậy thì chị này biết là đùa thôi, nhưng mà suy nghĩ thì chị này cảm thấy là rất là ngại, sợ rằng những cái khuyết điểm nhỏ này dần khiến cho cái người chồng cảm thấy rất là chán và giảm hứng thú khi yêu, làm tình cảm vợ chồng rạn nứt. Đó thì thế sao? Thì cái chị này tranh thủ lúc mà anh chồng đi công tác thì chị mới đi tìm đến spa nghiên cứu về triệt lông và quyết định đó là đi triệt vĩnh viễn. Khi mà các anh chồng về đến nhà đêm đó thì lao vào chị như một cái con hổ đói. Khi mà đang chuẩn bị hành sự thì bỗng nhiên cái anh này khựng lại và nhìn rất là ngạc nhiên. Chị nhận ra là anh đã phát hiện ra cái sự thay đổi này rồi. Ngay sau đó thì anh này hỏi là sao anh cạo, em cạo lâu mà không hỏi ý kiến của anh, anh không thích như vậy hay là em làm thế vì người khác. Ngay sau đó thì anh ấy mặc quần áo lên và không mảy may quan tâm đến chị nữa. Mất tới 2 tuần thì hai vợ chồng mới bình thường hóa trở lại và quan hệ, sau khi anh hiểu rằng là chị này chỉ làm như vậy với cái lý do tự ti về cái sắc đẹp của mình mà thôi. Còn một cái trường phái khác là trường phái không thích lông vùng này nhé các bạn. Thì một anh chàng chia sẻ như thế này, buồn cười lắm.
Thú thật á, thì tôi thích vợ tôi cạo sạch cái chỗ ấy đi và mà vợ tôi không có chịu. Có đôi khi là muốn dạo đầu lâu hơn, mãnh liệt hơn, dùng miệng để mà đưa cô ấy đi vào những cái cảm xúc thật là tuyệt vời, nhưng mà lông cứng và rặn làm tôi rất khó chịu. Nhưng mà dù sao á, thì đó là mong muốn của vợ nên mà tôi tôn trọng và chiều theo ý của nàng. Các bạn thấy chưa? Vậy thì đàn ông có thích phụ nữ vùng kín không có lông không các bạn? Như mình đã nói ở trên á, thì cái số đông nam giới thích phụ nữ để lông nhưng mà có tỉa tóc gọn gàng, điều đó khiến cho cô bé trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng mà dĩ nhiên cũng sẽ có lúc đó là có những cái anh chàng không thích lông đâu. Đặc biệt là mình cũng hoặc là một cái người không thích lông đâu nha các bạn. Đàn ông của VN là sẽ không có lông. Tin không? Dĩ nhiên thì cũng sẽ không ít những cái anh chàng muốn bạn tình của mình cạo sạch hoặc là triệt lông hoàn toàn để cho cái vùng đó không có lông. Cô bé nhẵn nhụi, không một cọng lông. Vì sao là như vậy? Có thể hiểu điều này dựa trên những cái lý do như thế này nha các bạn. Thứ nhất á, đó là vùng này không có lông á, khiến cho các anh chàng cảm giác rất là sạch sẽ, tự tin và sẵn sàng ân ái bằng miệng, không bị những cái chùm lông làm cản trở gây vướng víu. Thứ hai đó là cô bé trơn tru, tạo cái cảm giác nửa dưới rất là quyến rũ, hoang dại hơn. Thứ ba đó là cái việc triệt lông hoàn toàn thể hiện cô gái biết quan tâm và chăm sóc cô bé. Như vậy để trả lời cái câu hỏi đó là đàn ông có thích phụ nữ triệt lông cái vùng này hay là không á, chỉ có thể giải đáp từ chính cái bạn đời của các bạn mà thôi. Đôi khi thì chị em phụ nữ không nên vì những cái câu chuyện bên ngoài mà tự ý quyết định ngay cái vấn đề đó là triệt lông vùng tam giác vàng của mình. Trong những cái chủ đề nhạy cảm này thì tốt nhất đó là nên tham khảo ý kiến của đối phương để có sự đồng thuận và có sự cảm hứng cao nhất trong những cái cuộc yêu đồng cháy. Vậy thì đàn ông nghĩ gì khi mà phụ nữ có cái vùng tam giác vàng không lông hay là rậm lông? Đối với người châu Á, xưa kia thì có nhiều cái quan niệm cho rằng phụ nữ không có lông á, ở cái vùng này không nữ tính, tình dục yếu, nhu cầu thấp, không hấp dẫn đàn ông. Thế nên á, Trung Quốc còn có những cái câu nói truyền miệng đó là vô phúc mới lấy vợ, vô mau. Tuy nhiên thì đây chỉ là những cái lý luận mơ hồ. Bởi xét về mặt khoa học sinh lý tự nhiên, phụ nữ vô bao vẫn có kinh nguyệt, đời sống chăn gối, sinh con bình thường. Ngược lại nha các bạn, những phụ nữ quá rậm lông chỗ ấy thì sao? Theo các nghiên cứu, phụ nữ có vùng lông rậm rạp thường do nguyên nhân testosterone tự do, đó là hormone nam tính. Đồng thời cái hormone nữ estrogen cũng tăng, khiến cho lông mọc nhiều hơn. Cô bé và điểm G cũng có cái phần nhạy cảm hơn. Họ dễ bị kích thích, dễ đạt được cái sự thăng hoa và dễ đạt khoái cảm. Cũng phải xét đến rằng cái bộ lông rậm rạp sẽ giúp dễ bị ẩm ướt khi mà cơ thể ra mồ hôi hoặc mặc quần áo bó sát, tạo cái điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh và xâm nhập, không đảm bảo vệ sinh, dễ gây bệnh phụ khoa. Chị em nên mặc đồ lót mềm thông thoáng, thấm hút mồ hôi tốt để mà ngăn ngừa cái viêm nhiễm dù có hay là không có lông nha các bạn. Vậy thì có nên cạo lông hay là không các bạn? Cạo lông có thể là một cái giải pháp tạm thời và rất là phù hợp với những cái thời điểm mà nàng hoặc là chàng muốn đổi gió, có những thay đổi nho nhỏ làm mới cái chuyện yêu. Thực tế cái việc cạo lông vùng tam giác vàng cũng giúp cho bạn có được cái bộ lông rậm thưa như ý muốn và là tạo hình hấp dẫn. Tuy nhiên thì phải còn chú ý đến một số những cái lời khuyên của mình để đảm bảo an toàn cho cô bé. Thứ nhất đó là đừng cạo lông khi mà cô bé có những cái dấu hiệu kích ứng da như là ngứa, rát hoặc là nổi mẩn đỏ. Thứ hai đó là sử dụng cái dao cạo mới để mà tránh nhiễm khuẩn, cạo nhẹ nhàng, không làm xước cái vùng da, vùng kín khiến tăng cái nguy cơ nhiễm bệnh do vi khuẩn, virus nấm. Thứ ba đó là cạo lông không đúng cách có thể làm viêm cái lỗ chân lông và khiến lông mới mọc ra dày cứng hơn, có thể là mọc ngược vào bên trong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của VN ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của VN nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.